Chương trình tiếp tục với phần tin thế giới. Thưa quý vị, vào hôm qua, đặc phái viên Hiệp quốc về Trung Đông Tor Wennesland đã hối thúc Israel và Palestine tìm cách xoa dịu căng thẳng tại khu vực bờ Tây và tránh có động thái khiến bạo lực leo thang. Liên Hợp Quốc đưa ra lời kêu gọi một ngày sau khi quân đội Israel tiến hành vụ đột kích tại thành phố Jenin khiến 6 người Palestine thiệt mạng. Đặc phái viên Tor Wennesland cảnh báo Israel và Palestine đang bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực và điều này cần chấm dứt ngay lập tức. Ông cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các bên cần bình tĩnh và kiềm chế, tránh các hành động khiêu khích và lời lẽ kích động. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc hối thúc hai bên tìm cách thực hiện hóa cam kết giảm leo thang căng thẳng được thống nhất tại Jordan vào tháng trước nhằm tiến tới giải pháp hòa bình chung. Trước đó một ngày, giao tranh dữ dội đã nổ ra tại thành phố Jenin, phía bắc bờ Tây khiến 6 người Palestine thiệt mạng, trong đó có một thành viên thuộc phong trào Hồi giáo Hamas bị cáo buộc liên quan vụ sát hại hai người Israel hôm 26 tháng 2. Bạo lực tiếp tục leo thang ở bờ Tây bất chấp việc các quan chức Israel và Palestine đã có cuộc họp tại Jordan hôm 26 tháng 2 và thống nhất một số giải pháp ban đầu. Hai bên đã ký một số thỏa thuận, trong đó có thỏa thuận thành lập một ủy ban an ninh chung để nghiên cứu đổi mới cơ chế hợp tác an ninh giữa Israel và Palestine thời gian tới. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận được ký kết đã xảy ra vụ việc hai người Israel bị bắn chết gây kích động đối với người định cư Israel và dẫn đến các vụ tấn công đốt nhà và xe tại làng Huwara. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hôm qua cho biết Thứ trưởng Ngoại giao của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Iran sẽ gặp nhau tại Moscow vào tuần tới, trước thêm các cuộc hội đàm dự kiến giữa các ngoại trưởng sau đó. Ngoại trưởng Cavusoglu cho biết người đồng cấp Iran Hossein Ami Abdullahian muốn tham gia cuộc đàm phán giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Nga. Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với ông Hossein Ami Abdullahian, Ngoại trưởng Cavusoglu nói, dù sao thì Astana cũng là định dạng duy nhất còn tồn tại để giải quyết vấn đề Syria. Bây giờ chúng tôi đang lên kế hoạch cho một cuộc gặp giữa bốn ngoại trưởng. Ông cho biết thêm Nga đề nghị tổ chức một cuộc họp sơ bộ để chuẩn bị cho cuộc gặp bốn bên này. Cuộc họp này sẽ được tổ chức ở cấp thứ trưởng vào tuần tới tại Moscow. Moscow đang ủng hộ việc nối lại quan hệ giữa Damas và Ankara, tổ chức các cuộc đàm phán giữa các bộ trưởng quốc phòng của họ vào tháng 12 và hướng tới các cuộc gặp giữa các bộ trưởng ngoại giao và cuối cùng là các tổng thống. Hôm qua, chính phủ Anh đã lên tiếng đáp trả lại những người chỉ trích, trong đó có Liên Hiệp Quốc, về kế hoạch chống nhập cư bất hợp pháp vừa được đưa ra. Chính phủ Anh dự định cấm tất cả người nhập cư bất hợp pháp xin tị nạn và chuyển họ đi nơi khác như Rwanda, nhằm ngăn chặn hàng ngàn người di cư vượt eo biển băng trên những chiếc thuyền nhỏ. Các nhóm nhân quyền và Liên Hiệp Quốc cho biết luật này sẽ biến nước Anh thành quốc gia ngoài vòng pháp luật theo các công ước của châu Âu và Liên Hiệp Quốc về tị nạn. Trình bày dự luật di cư bất hợp pháp tại Quốc hội, Bộ trưởng Nội vụ Suella Braverman đính kèm một lá thư thừa nhận bà chưa thể xác nhận liệu kế hoạch có tôn trọng luật nhân quyền châu Âu hay không. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn với Sky News, bà khẳng định chính quyền Anh có quyền ngăn chặn người di cư bằng đường biển có thể lên tới 80.000 người trong năm nay. Bà nói, chúng tôi rất tự tin rằng các biện pháp mà chúng tôi vừa công bố tuân thủ các nghĩa vụ luật pháp quốc tế. Bà Bộ trưởng cũng khẳng định luật mới nhận được sự ủng hộ từ đại đa số công chúng Anh. Nếu được Quốc hội thông qua, dự thảo luật sẽ ngăn chặn bất kỳ ai bị trục xuất sau khi thực hiện hành trình quay trở lại Anh và từng tuyên bố có quốc tịch Anh. Hơn 3.000 người di cư đã đến bằng thuyền trong năm nay và số đơn xin tị nạn tồn động hiện đã vượt quá 160.000. Cơ quan quản lý hạt nhân Nhật Bản NRA cho biết có thể sẽ không dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động của nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki Kariwa ở tỉnh Niigata vào cuối tháng 5. Lệnh cấm được đưa ra 2 năm trước do một loạt lỗi an ninh tại nhà máy. Các vấn đề và các biện pháp chống khủng bố đã xuất hiện tại nhà máy Kashiwazaki Kariwa năm 2021 sau khi một nhân viên tiếp cận không đúng cách vào phòng điều khiển trung tâm. Ngoài ra, cảm biến để phát hiện kẻ xâm nhập bị trục trặc và các biện pháp thay thế không đủ. Trong cuộc họp hôm qua, NRA đã kiểm tra xem công ty điều hành nhà máy là công ty điện lực Tokyo đã cải thiện tình hình này chưa. Kết quả 6 vấn đề được nêu ra chưa được giải quyết, nhưng một phần của các cảm biến bị trục trặc và không thể truyền tín hiệu. NRA sẽ kiểm tra bổ sung nhà máy vào tháng 5 tới và chủ tịch Yamanaka Shisuke cho biết sẽ rất khó để khắc phục triệt để các vấn đề, đồng nghĩa với việc lệnh cấm cũng khó được dỡ bỏ. Các nhà chức trách ở Philippines đang nỗ lực ngăn chặn sự cố tràn dầu, có thể là lớn trong lịch sử nước này. Dầu từ một con tàu bị chìm đang dạt vào bờ biển trên một khu vực rộng lớn, cách thủ đô Manila khoảng 200 km. Người dân và nhân viên bảo vệ bờ biển đang làm việc ngày đêm để dọn dẹp bên trên và xung quanh đảo Mindoro. Tàu chở dầu mang cờ Philippines là MT Princess Empress bị chìm vào tuần trước sau sự cố động cơ. Tàu đang chở 800.000 lít dầu công nghiệp.
Tất cả 20 thành viên phi hành đoàn đã được giải cứu. Chính quyền đã tuyên bố tình trạng thiên tai và áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá, ảnh hưởng đến khoảng 18.000 ngư dân ở 60 ngôi làng. Các chuyên gia cũng lo ngại về những tác động đối với đa dạng sinh học biển. Các quan chức du lịch cảnh báo dầu đang làm ô nhiễm điểm lặn nổi tiếng. Hoạt động phục hồi tàu chở dầu đã bắt đầu. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm qua chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng dập tắt đám cháy rừng lớn ở quận phía đông nam. Chỉ thị được đưa ra sau vụ cháy khiến khoảng 210 người ở quận Hapjeon, tỉnh Nam Gyeongsang, cách thủ đô Seoul 354 km về phía đông nam phải sơ tán. Theo phát ngôn viên của Tổng thống Lee Jong-un, ông Yoon đã ra lệnh cho các cơ quan chức năng nỗ lực huy động mọi nguồn lực sẵn có để nhanh chóng dập tắt đám cháy. Ngọn lửa bắt đầu trên một ngọn đồi ở Hapjeon vào khoảng 2 giờ chiều qua. Khoảng 550 lính cứu hỏa và 33 máy bay trực thăng đã được huy động để dập lửa. Hiện chưa có báo cáo về thương tích hoặc tử vong. Bộ Nông nghiệp Philippines hôm qua xác nhận đợt bùng phát dịch tả heo châu Phi ở tỉnh miền trung Cebu và đã triển khai các đội phản ứng để phát hiện mức độ lây nhiễm. 58 trong số 149 mẫu máu từ thành phố Kaka cho biết kết quả dương tính. Đợt bùng phát mới nhất bổ sung vào danh sách các trường hợp nhiễm bệnh tại 12 trong số hơn 80 tỉnh của quốc gia Đông Nam Á. Dịch tả heo châu Phi lần đầu tiên được phát hiện ở Philippines vào năm 2019, khiến hàng ngàn con heo bị tiêu hủy kể từ đó và làm giảm đáng kể số lượng heo trong nước. Nguồn cung giảm đã khiến Philippines tăng cường nhập khẩu thịt khi giá nội địa tăng vọt, gây thêm áp lực lên lạm phát. Mặc dù chính quyền do Taliban lãnh đạo ở Afghanistan đã áp đặt hạn chế rất nghiêm ngặt đối với phụ nữ, nhưng một nữ doanh nhân đã không nhượng bộ. Rajia Rezaji đã mở một xưởng may nhỏ và tiếp tục đào tạo hàng chục cô gái và phụ nữ ở phía tây thủ đô Kabul, bất chấp những hạn chế. Rajia Rezaji đã chấp nhận rủi ro, tìm cách phá vỡ điểm cấm kỵ, cũng như đối mặt với thách thức về hạn chế việc làm đối với phụ nữ Afghanistan. Cô mở một xưởng may nhỏ trong khu dân cư ở phía tây Kabul. Kể từ năm ngoái, xưởng may đã tạo ra thu nhập không chỉ cho gia đình cô mà còn cho hàng chục phụ nữ và trẻ em gái khác đang phải sống trong hoàn cảnh tài chính khó khăn và những hạn chế chưa từng có. Rajia đã cố gắng giữ bí mật vì sợ rằng lực lượng Taliban sẽ cấm họ tiếp tục các khóa huấn luyện và đóng cửa xưởng may. Cô cho biết đây là cách khả thi duy nhất để tiếp tục và cô cùng nhóm nhỏ của mình sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Cô Rajia nói: "Tôi có nên chấp nhận các hạn chế và ngồi vào một góc nhà để nói với bố mẹ tôi rằng mọi thứ đã đóng lại trước mặt tôi không? Không, tôi sẽ tiếp tục cho đến hơi thở cuối cùng và hãy xem điều gì sẽ xảy ra." Đây cũng là nơi có hàng chục phụ nữ và trẻ em gái học may từ sáng sớm đến tối mịt. Hầu hết bọn họ đều là học sinh hoặc các bà nội trợ háo hức tìm kiếm các khóa đào tạo truyền thống trong điều kiện với trang thiết bị hạn chế. Mặc dù làn sóng hạn chế được áp đặt đối với các cô gái và phụ nữ Afghanistan, nhưng họ đã quyết định không đầu hàng và tiếp tục công việc. Cô Aziza Alisada, một người học may, cho biết: "Chúng ta không được thu mình lại và cảm thấy mình là một con người yếu đuối. Chúng ta phải cho thế giới thấy được hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ và có tiềm năng phát triển." Bà Fatima thì chia sẻ: "Tôi là một người mẹ và tôi có thể hiểu mọi người ở đây. Tôi yêu tất cả các em như con gái của mình. Chúng tôi hy vọng có thể tiếp tục với những gì chúng tôi đã bắt đầu và không bỏ cuộc giữa đường." Rana Nori chỉ mới 20 tuổi. Cô ấy đã tốt nghiệp trung học và không thể tiếp tục học đại học do những hạn chế đối với giáo dục đại học. Cô chia sẻ: "Chúng tôi đã học được cách không sợ hãi. Dù ở trong lớp hay ở bên ngoài, chúng tôi không sợ bất kỳ hoàn cảnh nào." Rajia và hàng chục cô gái và phụ nữ đại diện cho phụ nữ Afghanistan, những người gắn bó với công việc của mình, và họ đã liên tục đối phó với những hạn chế hiện có ở Afghanistan bất chấp mọi khó khăn.